Đây là buổi phát thanh tại xã Hua La. Đây là buổi phát thanh tại Ủy ban nhân dân xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giới thiệu ngày hội Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 23 tháng 9 năm 2015 tới đây tại xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức vào ngày hội Internet tại Ủy ban nhân dân xã. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Từ đó bà con có thể nhận thấy rõ Internet sẽ mang lại những lợi ích thiết thực như thế nào trong hoạt động sản xuất cũng như trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, trong phát triển mạnh mẽ nhất phải